Ông Stoltenberg nói vũ khí hạt nhân của NATO là sự đảm bảo an ninh cuối cùng. Ukraine tuyên bố Nga tổn thất nặng, hai tiêm kích bảo bối bị hư hại. Armenia sẽ rời khỏi liên minh quân sự do Nga dẫn dắt. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 12 tháng 6, trao đổi với phóng viên trước cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels, trong đó có cuộc họp lập kế hoạch hạt nhân của Liên minh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vũ khí hạt nhân của NATO là sự đảm bảo an ninh cuối cùng và là phương tiện để duy trì hòa bình. Mặc dù ai cũng biết rằng Mỹ đã triển khai bom hạt nhân tới một số địa điểm ở châu Âu, nhưng NATO hiếm khi đề cập công khai về những vũ khí này. Thảo luận về điều mà ông gọi là sự thích ứng đang diễn ra với kho vũ khí hạt nhân của NATO, ông Stoltenberg cho biết, hồi đầu tháng này, Hà Lan đã tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên sẵn sàng mang vũ khí hạt nhân và cho biết Mỹ đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Lãnh đạo NATO cho biết đây là sự thích ứng với các hoạt động và phát ngôn ngày càng tăng của Nga liên quan đến năng lực hạt nhân. Ông nói, những gì chúng tôi đã thấy trong vài năm, vài tháng qua là những lời đe dọa hạt nhân nguy hiểm từ phía Nga. Chúng tôi cũng thấy một số cuộc tập trận, diễn tập hạt nhân khác từ phía Nga. Ngày 11 tháng 6, Nga cho biết quân đội nước này đã bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc tập trận nhằm thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với quân đội Belarus sau những gì Moscow cho là mối đe dọa từ các cường quốc phương Tây. Tháng trước, Điện Kremlin tuyên bố Moscow mong cuộc tập trận sẽ làm dịu đi những cái đầu nóng ở các thủ đô phương Tây. Thông điệp của Moscow được phát đi sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron úp mở kế hoạch đưa quân đội châu Âu đến Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng thông báo Anh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Theo giới chuyên gia hạt nhân phương Tây, Nga đang gửi tín hiệu ngăn cản NATO can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga nhiều lần cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những trường hợp cần thiết dựa trên học thuyết hạt nhân. Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, một số vũ khí trong đó đang được dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cũng trong diễn biến liên quan, ông Stoltenberg cho biết NATO chuẩn bị thay Mỹ đảm nhận việc điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói, tôi hy vọng rằng các bộ trưởng sẽ thông qua kế hoạch để NATO lãnh đạo việc phối hợp hỗ trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Ông Stoltenberg đã đề xuất NATO đảm nhận việc điều phối viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine, trao cho liên minh này một vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại Nga mà không cần phải đưa quân đến Ukraine. Động thái này được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm đề phòng kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử bằng cách đặt sự phối hợp của liên minh dưới sự bảo trợ của NATO. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao thừa nhận động thái như vậy có thể có tác dụng hạn chế vì Mỹ là nước dẫn dắt NATO và cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine. Do đó, nếu Washington muốn cắt giảm viện trợ của phương Tây cho Kiev, họ vẫn có thể làm như vậy. Ông Stoltenberg đã đề nghị các đồng minh tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức tương tự như họ đã cung cấp kể từ đầu xung đột Nga-Ukraine, hay khoảng 40 tỷ euro mỗi năm. Vài giờ trước phát biểu của ông Stoltenberg về việc điều phối viện trợ vũ khí cho Ukraine, Hungary đã ngừng phản đối gói hỗ trợ Ukraine mà NATO dự định đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7 tới, bao gồm cam kết tài chính và chuyển giao việc điều phối cung cấp vũ khí và huấn luyện cho NATO. Trong chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Budapest ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này sẽ không ngăn chặn các quyết định của NATO về việc hỗ trợ Ukraine, nhưng hai bên cũng thống nhất rằng Hungary sẽ không tham gia. Ông Orbán cũng nói đã được ông Stoltenberg đảm bảo rằng Hungary sẽ không phải cung cấp tài chính cho Ukraine hoặc gửi nhân lực tới đó. Hungary đã mâu thuẫn với các quốc gia NATO khác về việc ông Orbán tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã gọi kế hoạch giúp đỡ Ukraine là nhiệm vụ điên rồ.
ngày 12 tháng 6, phát ngôn viên tình báo quốc phòng Ukraine GUR, ông Andriy Yusov tuyên bố, có tới 2 trong số các máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã bị trúng đạn trước cuộc tấn công vào sân bay Aktubin ở Astrakhan hôm 9 tháng 6, nhưng một trong số chúng bị hư hại nhẹ. Ông Yusov nói, bây giờ chúng tôi có thể nói rằng một chiếc Su-57 bị hư hại đáng kể, chiếc còn lại bị hư hại nhẹ hơn và có thể được phục hồi. Trước đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã đưa tin về vụ tập kích ngày 9 tháng 6, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên vào Su-57, mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga, chỉ có một số chiếc được biên chế trong không quân Nga. Hình ảnh vệ tinh được công bố sau cuộc tấn công dường như đã xác nhận một cuộc tập kích chính xác nhằm vào sân bay Aktubin ở miền nam nước Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 590 km. Ngay trong ngày 10 tháng 6, ông Yusov cho biết, theo thông tin sơ bộ, hai chiếc Su-57 có thể đã bị đánh trúng. Tình báo quân sự thường không tuyên bố chịu trách nhiệm công khai về các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga, nhưng các nguồn tin nói với Kiev Independent rằng Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp nằm sâu trong biên giới Nga. Đánh giá khách quan mà nói thì dường như không quân Nga cũng chưa mặn mà lắm với tiêm kích tàng hình Su-57 bởi chi phí để chế tạo và sản xuất khá đắt đỏ. Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, Moscow khó có thể đầu tư mua sắm ồ ạt vũ khí bảo bối này. Giới chuyên gia hàng không quân sự Nga và thế giới đánh giá khá cao về dòng tiêm kích tàng hình thế hệ năm đầu tiên của Nga với các lý do sau. Lý do đầu tiên chính là trang bị vũ khí khủng. Máy bay sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường K-77M với tầm bắn tới 200 km, với cánh được gấp gọn và bố trí ở các khoang vũ khí bên trong, được tối ưu hóa để tấn công các mục tiêu nhỏ và cơ động nhờ hệ thống dẫn đường bằng radar AFAR gắn ở mũi, cho phép nó phản ứng ngay lập tức với các mục tiêu chuyển hướng gấp, khiến việc né tránh gần như không thể. Sau khi tên lửa Kinzhan đi vào hoạt động vào cuối năm 2017, Nga có kế hoạch phát triển một phiên bản thu nhỏ hơn để tích hợp vào Su-57. Nếu thành công, sẽ khiến nó trở thành máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất trên thế giới có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm. Lý do thứ hai được cho là radar cực mạnh. Trong khi hầu hết các máy bay chiến đấu bao gồm tất cả các mẫu thế hệ thứ 5 như F-35 Mỹ hay J-20 Trung Quốc chỉ có một radar, thì trên Su-57 có đến 6 radar được tích hợp vào khung, mang lại lợi thế đáng kể trong nhận thức tình huống trên chiến trường. Không chỉ cho phép phi công theo dõi 60 mục tiêu cùng lúc mà còn hoạt động ở các giải bước sóng khác nhau, giúp tối ưu hóa cho chiến tranh điện tử và giúp phi công phát hiện các mục tiêu ở tầm xa tốt hơn. Lý do thứ ba phải kể đến chính là bảo vệ máy bay bằng tia laser, một tính năng mới nhưng ít người chú ý, đó là hệ thống laser đối phó tên lửa dẫn đường hồng ngoại bằng cách phóng tia laser để làm mù các tên lửa đang bay tới. Lý do thứ tư là phạm vi hoạt động rộng hơn. Su-57 có bán kính tác chiến trên 1.500 km, theo một số nguồn tin là trên 2.000 km và tốc độ bay trên Mach 2 mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ nào. Lý do cuối cùng chính là khả năng cơ động vượt trội. Sự kết hợp giữa sức mạnh vượt trội của động cơ Saturn và khung thân được thiết kế tối ưu cho phép nó có khả năng thao diễn hoàn hảo. Nhờ vậy, chúng có thể tránh các cuộc tấn công tên lửa ở tốc độ cao và định vị tốt hơn trong không chiến ở tốc độ thấp. Được trang bị bộ càng đáp siêu khỏe và lốp lớn, Su-57 có thể cất và hạ cánh ở các sân bay dã chiến bằng đất nện có đường băng rất ngắn. Ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói rằng nước này có thể sẽ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu, nhưng chưa chốt thời điểm cụ thể. Armenia là một trong những thành viên sáng lập của CSTO và là một phần của Liên minh quân sự từ năm 1992. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Yerevan và khối đã trở nên xấu đi trong năm qua khi Armenia cáo buộc CSTO không ngăn cản nước láng giềng Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh. Azerbaijan hiện gọi là vùng kinh tế Karabakh thông qua biện pháp quân sự. Tháng 9 năm ngoái, Azerbaijan đã giành lại được quyền kiểm soát vùng đất mà cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ của họ. Tới tháng 2 năm nay, ông Pashinyan nói Armenia tạm đình chỉ việc tham gia CSTO, cho rằng trong trường hợp của Yerevan, hiệp ước đã không được áp dụng. Trong phần hỏi đáp ở Quốc hội hôm 12 tháng 6, Thủ tướng Pashinyan cáo buộc một số thành viên của CSTO cùng với Azerbaijan đã âm mưu gây chiến chống lại Armenia nhưng không đưa ra bằng chứng hay cái tên nào cụ thể. Khi một nghị sĩ hỏi rằng liệu Armenia có rời CSTO hay không, ông Pashinyan nói, chúng ta sẽ rời đi. Ông lưu ý, thời điểm Armenia rời CSTO chưa được quyết định. Ông không muốn đưa ra thông báo sớm về vấn đề này và khẳng định Yerevan sẽ không quay trở lại với tư cách thành viên CSTO đầy đủ và không còn cách nào khác ngoài việc rút khỏi liên minh.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Araras Mirzoyan sau đó đã giải thích rõ hơn về ý của ông Pashinyan. Ông Mirzoyan nói rằng Thủ tướng Armenia chưa đề cập tới việc bắt đầu quá trình rút khỏi CSTO mà chỉ nói rằng điều đó có thể xảy ra trong tương lai. Quan hệ giữa Nga và đồng minh truyền thống Armenia đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Armenia tỏ ra không hài lòng với Nga vì cho rằng Moscow chưa có các động thái đủ mạnh mẽ hỗ trợ đồng minh CSTO trong cuộc xung đột với Azerbaijan ở vùng kinh tế Karabakh. Đây là khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận thuộc về Azerbaijan, nhưng từng có phần lớn người dân là người gốc Armenia sinh sống. Sau khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát vùng kinh tế Karabakh hồi năm 2023, Armenia cho biết họ nhiều lần bị Moscow làm thất vọng và muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với phương Tây. Tuy nhiên, Armenia từng nhấn mạnh họ không có kế hoạch gia nhập NATO. Trong khi đó, ngày 11 tháng 6, Mỹ và Armenia tuyên bố sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Hồi tháng 4 năm nay, Moscow kêu gọi Armenia đừng bị phương Tây lừa dối và khiến Yerevan lạc lối. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, rõ ràng phương Tây đang tìm cách biến Armenia thành công cụ thực hiện các kế hoạch cực kỳ nguy hiểm của họ ở Nam Caucasus. Nga khi đó cáo buộc phương Tây có những lời hứa phù phiếm với Armenia nhằm kéo quốc gia này khỏi CSTO và Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU, cũng như khiến Moscow rút căn cứ quân sự khỏi quốc gia đồng minh. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc chính quyền Armenia tìm cách bóp méo lịch sử trong nỗ lực phá vỡ quan hệ với Moscow. Ông thừa nhận không mấy lạc quan về quan hệ với Armenia. Ông Lavrov cho biết Armenia không đề cập đến sự hỗ trợ mà họ nhận được từ CSTO và cho biết Nga đã nhiều lần bảo vệ lợi ích của Armenia trong những tình huống khó khăn.